Xin chào tất cả các bạn. Bữa nay là mình huấn luyện viên đội thành phố Hồ Chí Minh mới triệu tập mình lên để mà tập luyện cùng đội tuyển. Ê, Đăng, bạn có cảm nghĩ như thế nào khi mà lần đầu tiên được triệu tập? Triệu tập đó là tôi chứ không phải là Bá Dương. Các bạn thấy đó là hiện nay tôi đang ở thái độ ở Phú Thọ, tôi thi dục thể thao Phú Thọ. Sân này phải không? Ok ok. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một đội sân khấu cải lương. Của nghệ sĩ Hải Long bạn. Đây 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 Hải Long đây. Ông bầu chủ trì đội trưởng sẽ có trận giao hữu với cầu bộ thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó cái cầu hữu đen đen đó tên gì chung vậy đúng không? Đen đó hỏi thầy biết. Hả? Đây hả? Đây rồi đi. Ok. Thì bên kia đối thủ sẽ là Công Phượng Phi Sơn rồi. Thủ của... Tình hình là không cho quay vô đó các bạn. Không không chứ cho quay hình ảnh nha. Bị dính hình mắt hình ảnh có quyền đó. Thì mình quay ở ngoài. Nhưng mà bạn có cảm nghĩ như thế nào khi mà hôm nay mình đá cái sân quá đẹp vậy? Con ấy cảm nghĩ của cái sân cái gì cũng vậy, chúng ta là đây chúng ta nói chuyện. Nó gọi là gì? Tiền nào của đó. Ví dụ tiền nào của đó, một cái cô gái mà 200 ngàn thì nó khác cái cô gái giá 1 triệu. Cái đó là cái quy luật cuộc sống này rồi. Anh cãi đúng không? Thường đi đá banh đây là một người anh. Không có đứng đây, vẫn đây dính hình nha. Từng trải anh bước ra anh. 10 cộng à. Gì nữa? Anh cho biết cái giá của cô gái 200 ngàn với cô gái. Đây là giám đốc công ty xuất nhập khẩu nha các bạn. Giám đốc của chuyên là xuất nhập khẩu tim gan thận nội tạng. Nói với em á, kể cả hàng hóa hoặc là con người cũng vậy. Nếu mà nói giờ nữ á, mà giá 200 ngàn á, với so với 2 triệu thì nó khác là mọi nói là từ 1-9-1. Cái nước da là quan trọng nhất. 9-10 á. Một chơi không? Một cái 10. À, đó. Chứ còn 1-9-1-10 là 8-2 triệu. Đó mình sàn quan khái này đó là kêu nước da là ngon hơn đâu. Rồi mình sơ qua đây. Đây nè, cái sân là này mấy triệu. Đây mình ra sân. Mình đẩy đi mất công chứ. Sân nó rất là bén. Thấy không? Cái mặt sân này. Đây. Mặt cỏ này. Mặt cỏ này rất bén. Nó cũng giống như là gái 18 mới lung túng vậy đó. Vô. Bạn có cảm nghĩ như thế nào khi lần đầu tiên mà được đá một cái sân của loại đó đó? Thì cái khả năng không chơi bóng của mình á là mình điều khiển bóng á, mình giữ bóng trong người rồi đó. Ừ. Nó sẽ dễ hơn. Đâu chân đâu giữ bóng sao? Còn ví dụ mà để mà không có giữ được bóng đó, thì một cái sân nó gồ ghề thì chúng ta có giữ được bóng giống như là một cái giường mà bằng cây bằng gỗ với bằng đóng bằng tre với quê đó sần sùi á, thì các bạn nằm lên nhiều khi nó đau nó bập cái đầu gối. À. Nhưng mà cái một miếng cái niệm kim đan ở một cái sàn lớn á thì khi đi vô đó chúng ta sẽ nằm, chúng ta sẽ thấy thoải mái, cái lưng sáng ngủ vậy mà không có bị nhức mình nhức mẩy, mà kế bên lại là một cô gái đẹp nữa thì quá tuyệt vời. Ủa mà thường bạn đi đá banh thì vợ bạn cho bao nhiêu tiền? Thường thì đá banh này thì cho được 100 ngàn. 100 ngàn để làm gì? 100 ngàn là để đóng tiền xăng, tiền cổ đó, đóng tiền xe, rồi gửi xe. Là mỗi đội, là mỗi bên là khoảng triệu mấy tiền sân ha? Mỗi bên là khoảng chừng 900 tới 1 triệu tiền sân. Rồi bữa nay thì mình đá sân này thì nhiêu tiền? Nay sân đá sân này đá đèn thì tổng hai bên là 6 triệu 2, mỗi bên sẽ là 3 triệu 4. Dân sao? Tôi cũng biết sao đá được. Thôi đá xong đau bụng đi về trước thì nói để coi sao gọi. Chắc phải giả bộ đau bụng đi về quá. Bây giờ kinh phí nó cao vậy là sao bây giờ kìa, ở dưới thẳng giờ điếm tiền luôn xuống không hết trơn. Đó. Gom tiền rồi, đang gom tiền kìa. Khổ thiệt chứ. Đây các bạn, đây công nhận sân Lê Ông rất là đẹp các bạn. Sân này để cho đội các đội luyện tập nha. Đội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ta luyện tập. Thành phố Hồ Chí Minh kìa, phóng qua cho mình quay qua. Đó. Ô bữa nay mặc áo đẹp quá. Bạn Thưa các bạn, tình hình là chúng tôi đã thay đồ xong rồi. Khởi động rồi. Đèn chắp lên rồi. Nhưng mà chưa đá mãi chân yếu quá. Yếu hả? Mấy giờ này Covid-19 đồ sâu xiết đồ cũng ế bắt đầu đất rồi. Nằm nhà ghét rồi cái phòng tay hấp hết trơn hả? Bá Dương, anh Bá Dương. Bà hay vô hình ảnh hai bên. Dạ. Cho hai bên số hình ảnh hai bên. Anh hỏi đang em có cảm giác như nào mà bữa nay mình đá trận sân bóng nó tuyệt vời như thế này. Người ta thường nói bảo kiếm tại anh hùng. Nhưng cao thủ phải đứng ngang mặt cái mặt sân nó xứng tầm với mình. Hãy đóng phục lịch sử vàng Valencia rồi. Cái cầu Valencia của Barcelona gì ba cái tay United không? Đối với tôi không có quan trọng cái vẻ bề ngoài. Tại sao? Số áo trên lưng tôi rất là đẹp. Cái Kanté không? Đó là số áo đây, đây là kiểu của Kanté. Cái Kanté hả? Việt Nam cũng có một cầu thủ mà theo kiểu đó đó, Đình Trọng đấy. Rất là trời đẹp trai nha các bạn. À. Giờ ra mọi người đang giật nè cả nhà ơi. Mọi người đang giật bóng. À, thì anh Bá Dương ở nhà anh Bá Dương chơi bóng riết rồi cái không biết vô sân chơi bóng nổi không? Đúng không anh Đăng?
chuyện đúng không? Nói chung là chuyện chơi bóng là quen thôi. Nếu mình quen được mình chơi cỡ nào cũng được hết. Còn lúc đầu tiên nó ở chưa quen thì chơi nó hơi khó. Nhưng mà khi đã tập được nó quen rồi thì rất là dễ, một ngày có thể chơi 5-7 lần. Thậm chí cả chục lần thì theo cái sở thích của mình thôi. Còn bị nghiện nữa đúng không anh? Đúng, nghiện á, cái đó nghiện. Nghiện. Chơi bóng là bị gì nghiện á. Chơi bóng ngoài sân lớn về đã nghiện rồi, hỏi chơi bóng trong nhà không nghiện sao được. Bóng trong nhà thì nó có những cái môn thể thao của Olympic, ví dụ như là bóng rổ nè. Bóng đá sàn gỗ trong nhà nè. Futsal. Futsal đó nha. Rồi nó sẽ có là bóng ném nè. Ừ. Nó sẽ có bóng bầu dục thì chơi ngoài trời. Đó. Nó sẽ có là có gì bóng nữa nước. Bóng nước cũng chơi trong nhà nữa, bóng bàn nè, giờ nhiều khi bóng lộ mình cũng chơi trong nhà luôn, tại vì ra ngoài nó lộ ra người ta biết hết. Chơi trong nhà cho nó an toàn đấy đó. Này mới vô làm cái này người ta gọi là gì ta, cái kiểu bắt người ta gọi là gì? Hồi xưa dưới quê tao nghe là bắt cọp. Bắt cọp rồi, bắt con cọp thấy chưa? Đúng rồi, vừa mới nghe bắt con cọp cái quýu chưa? Ngộn à, bắt cọp mà sao giành quá trời, ai cũng giành bắt cọp hết trơn. Là Bá Dương là mang số áo số 2 nha các cả nhà. Còn đây sân đội bạn. Đó. Đó là huấn luyện viên kim đội trưởng kim thầy của sân bóng kêu lại chụp hình. Bấm nữa không? Bấm nữa mình Bá Dương. Này quá đẹp không? Quá đẹp, sân này cũng đẹp lắm. Đổ cát đồ nè. Ừ. Sân này đúng chuẩn nha, để chơi bóng. Tự nhiên bước ra sân này cái tự nhiên cảm giác muốn chơi bóng liền. Dạ hả? Còn em bước ra sân này mà em nghe giá tiền cái em hết muốn chơi bóng luôn. Đó nha mọi người, thấy không? Nhiều khi Công Phượng hồi đá bên đây, Công Phượng mới xin qua bên đây đá đó. Ghiền quá chịu không nổi rồi, xin qua hôm nay đá để mà đá những với các anh em nghệ sĩ. Nói rồi xíu thôi chứ cái đó chỉ nằm trong mơ thôi cả nhà. Giờ mọi người đang set một cái chỗ để mà phải chụp một cái tấm hình tập thể với nhau. Đó, mọi người thấy không? Đây. Đang bố trí đội hình đây rất là đẹp. Đó. Thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm. Em quay mà.